Đi sáng giờ đi bộ quá mệt luôn, kiếm không có chỗ nào mua xe, bán xe mua một chiếc đi chứ đi bộ hoài. Ủa? Ê, nhiều cái con xe to to kìa. Ủa, xe to quá trời luôn nè, hình như cái chỗ này là cái chỗ mà hay bán xe trên mạng nè. Vô coi thử đi. Mình ép gì đó. Mình vô mình mua thử đi, mình vô mình coi thử đi. Anh ơi, em ơi, có ai nhà không? Alo. À, cho em hỏi đi, phải bán xe không anh? Dạ đúng rồi, ở đây là bán xe. Ủa, quá trời xe to luôn nè. Ở đây là bán xe hả? Mà sao to dữ vậy anh? Em thấy mấy con đi ngoài đường nhỏ lắm mà, sao con này to vậy? Tại vì nó không. Ủa là sao? Nó không được nhỏ. Ồ, mấy con này chạy dễ không anh? À dễ. Sáng giờ hai chị em đi bộ mệt quá. À, ủa, bây giờ muốn mua xe để đi cho nó đỡ mệt. Hai chị em đi bộ tưởng là hai chị em mới đi hát tuồng ở đâu về. À không, hai tụi em dưới quê lên mà bị mấy ông tài xế thả dưới đường á, đi bộ nãy giờ luôn, nắng quá trời nắng luôn. Bây giờ có con nào đẹp đẹp tư vấn cho hai chị em mua hai chiếc chạy chơi. À, mời hai chị em uống nước cho đỡ mệt ha. À, hai chị em này nhìn giống trong chuyện cổ tích tắm cám quá. À, đúng rồi, con này là con tắm nè. À quên, con chị em nè, em cám. Ờ, hai đứa tắm cám nè. Cám. Không phải cổ tích đâu anh ngoài đời. Mày giỡn thôi, tưởng là đây cô gái Hà Lan, đây là cô bé Hoàng Đỏ. Đây, cái nước này ngon mát quá, ở dưới quê em uống nước giếng không à. Ủa, nước này nước gì vậy? Không, không có. Ủa? Nước là đóng chai từ dưới có, không có, nước đóng chai từ... Ở đâu vậy? Lòng ở sông Cống. À, thôi khó quá, bỏ qua đi, cho em đi nha anh. Bây giờ vô vấn đề đi, con xe này đẹp nè, em thích con này bự nhất đúng không? À, ra đây mà anh sẽ giới thiệu, thì bên mình mà bán á là mình bán đủ thứ loại xe. À, từ 150 tới 1000, kể cả tay ga, SH rồi đều có. Quả trời, tay ga là gì? Tay ga là SH rồi ấy. SH là gì? Là con xe máy á. Ủa, nó giống mấy con bò, nó chạy nhanh bằng mấy con bò dưới quê không? Nó chạy nhanh hơn mấy con bò dưới quê luôn á. Ồ, ghê vậy hả? Có phải mình có phải cho nó ăn cái gì để nó chạy nhanh không? Mình cho nó ăn xăng à. Ăn xăng là cái gì? Ăn là sao má? Chất lỏng nhầy nhầy. Cái gì vậy? Cái gì mà nghe sợ nói vậy? Đó, những con xe này muốn chạy phải đổ xăng cho chạy. À, đổ xăng ở đâu anh? Mình đổ xăng ở trong xe á. Ờ, nghĩa là mình phải mua cái đấy ở đâu? À, mua cái đấy mua ngoài đường á. Mày làm chị tao hơi lâu rồi đó. Ở ngoài đường á, ở mấy chỗ bán xăng á. Ờ, giờ anh tư vấn cho em lẹ lẹ đi chứ nóng nè, mệt quá. Thì rồi giờ muốn đây, mua lắm rồi đó. Đây là có từ 150 tới 200 rồi 600 đó, quay đó. Thôi bây giờ anh lấy cho em cái con số nào bự nhất đi. Thì ở đây em là em chơi tới không mà, chứ em không có chơi ngang nữa đâu. Bự nhất hả? Ờ, con số nào bự nhất mà chạy nhanh hơn con bò dưới của em nha. Nhanh hơn. Mà 600 100 là cái gì vậy? Ở đây anh có con cá lội dưới nước. Ủa, cá cũng cưỡi được trên bờ luôn hả? Nó lội dưới nước thôi, nhưng mà con cá này nó có hai bánh, nó hơi chạy trên bờ được. À, cá gì mà có bánh ta? Nó tới 1000 phân khối. À, con nào vậy? Đây là con này, con kia. Ôi, con này là gọi là con cá hả? Ủa, nhìn em có nghe bài rap không? Ra đường nó gọi là cá mập, về nhà là cá con. Con hả? Có ở quê em đọc hoài luôn á anh. Mấy bà đó em đọc. Là cá mập. Đúng. Về. Rồi, bây giờ anh chỉ có hai con này là bự nhất ở đây á hả? Đúng rồi, con này là 600 triệu. 600 triệu, có con nào mắc hơn nữa không anh? Trời ơi, em nhiều tiền lắm. Trời ơi, anh cứ tư vấn đợi mãi đi, chị em lo. Ba đồ yêu. Rồi, bây giờ anh có thể chỉ cho em chạy dễ không anh? Dễ, con này có tiền. Nào giờ em không có biết chạy, em cứ voi, cứ bò, cứ trâu ở nhà không à. Còn mấy con này em chưa chạy bây giờ hết á. Thì bây giờ mình chạy thử cá đi. Cưỡi cá. Mua sao hết cái cọc tiền này đi anh ơi. Nhiều lắm hả? Trời ơi, mấy cái này là vô tư, trời ơi, tiền. Trời ơi, em đó. Không có gì ngoài tiền á. Không có gì ngoài tiền hết, nên là... Mà làm gì dưới quê nhiều tiền à? Hả, tụi em đi cày. Làm dưới ruộng á, trời ơi, anh không biết làm nông dân thôi bị giàu. Sugar baby không? À, sugar baby là gì anh? Ở trên đây à, làm sugar baby nhiều tiền lắm á. Ủa vậy hả? Nhưng mà mấy con này, ví dụ như em mua về quê em cày được không? Được. Cày được luôn hả? Được, tiền vô tay anh rồi, em lấy xe em làm gì em làm. Em thích bóc đầu, em thích bóc đít hay là em thích biểu diễn nghệ thuật. Bóc đầu là bóc sao? Bú lông gì, sư rồng. Là vừa chạy vừa bóc cái đầu lên hả? Đúng rồi đó, mình chạy xe bóc đầu. Ồ, thôi bây giờ mình... Bóc lên đầu. Thôi mày im đi, mình làm chị tao hơi lâu rồi đó. Bây giờ nói nhiều quá, bây giờ mình muốn chạy luôn thì sao? Mà muốn chạy luôn được không? Nhưng mà bây giờ... Nóng ruột quá à. Cả hai đều muốn mua xe. Đúng rồi, mỗi đứa một chiếc đi. Ở đây hiện tại là anh có một cặp cá luôn
cây này rất nhiều công nghệ. Hai con này giống nhau hả? Đúng rồi. Hay nó khác màu nè. Nó khác màu á. Nhưng mà con này đẹp hơn. Đây con này hợp với màu chị nè. Ừ, màu xanh nè, trời ơi, sinh ra là dành cho nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Mặt giống cô sữa cô gái Hà Lan á. Cô gái Hà Lan là con nào vậy? Cô gái Hà Lan là trong cái cô gái ở Hà Lan. Trời, nói chung là không có con nào đẹp bằng em hết á. Không con nào đẹp bằng em. Đỏ, đúng ra em phải mua xe đỏ nhưng mà tại vì hai người thích cặp này thì mình đổi màu thành màu đỏ được không? Được, về mình dán đề can lại. Ok, chốt đơn. Hai chị em đơn giản lắm anh, dễ chịu lắm. Lấy hai con luôn. Tổng nhiêu? Tổng hai con là 1 tỷ 2. Đủ không má? Trong đây mới có mấy trăm mà. Thì chắc mình phải chuyển khoản ha. Mình có sao? Trời, đơn giản mà, đồ yêu chuyển khoản là làm sao? Không, ở nhà em có mấy con trâu luôn, đổ được không? Mấy con trâu luôn nhiều lắm. Đàn bò luôn. Voi nữa anh. Em ở Đắk Lắk. Ừ, trâu bò voi quá trời này, đổi được không? Đi ra thì mình sẽ đổi thêm 20 con bò nữa. Trời, vô tư, mình cả trăm con. Nguyên đàn luôn. 20 con vô bò. Tư. Okay, bây giờ là cho chạy trước. Quan trọng là cái đó tính sau được không? Bây giờ tụi em chạy, tụi em chỉ cần thích thôi. Hai chị có tiễn Sugar Baby không? Không. Sugar Baby là cái gì? Là để em làm Sugar Baby cho hai chị. Chứ hai chị giàu quá. Là hai chị đưa tiền cho em. Hai chị quá giàu luôn. Trời ơi, mấy cái chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ quan trọng là hai chị thích cái đã. Rồi, hai chị thích thì, chạy cái đó. Thì bây giờ thì bên mình sẽ dắt xe ra cho hai cô gái. Hai cô gái đến từ đâu á? Hai cô gái ở Tây Đắk Đắk Lắk. Gái Tây Nguyên. À đúng rồi, Tây Nguyên, tụi em đến từ Tây Nguyên. Thì hồi nãy giờ em có hướng dẫn cho mấy chị thì mấy chị đã hiểu chưa ạ? Chị hiểu. Thì mình chỉ cần hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh lên, máu lắm rồi. Đúng rồi. Mày làm chị tao hơi lâu rồi đó. Nhìn chị đó cũng máu lắm rồi đó. À nếu chị cũng máu. Mong hai người sẽ chạy thanh thản. Chạy vui vẻ, thoải mái đầu óc. Thanh thản đầu óc, chứ không có gì hết, chứ không phải chạy thanh thản. Ok ok. Đây bây giờ là nói chung là hồi nãy chị chỉ lại đi được không? Chỉ lại chút xíu đi, xíu xíu thôi. Tại dưới quê thì, á, khi lên một cái con xe phân khối lớn bự như vậy á thì mình phải cần có một cái đầu lạnh. Sao là trường đá lên đó hả? Chứ tự nhiên cái đầu đang để không tự nhiên lạnh. Cái đầu lạnh là cái đầu không bị ấm. Thôi mà mình nói tiếng kiểu cho dễ hiểu thôi, mình đừng có dùng từ khó hiểu được không? Dưới quê lên hơi khó. Mình phải có một trái tim sắt đá. Một cái ý chí dũng cảm, một tinh thần thép. Rồi. Em nói nhiều quá, bây giờ em hướng dẫn đi, vô vấn đề đi. Thì xe này thì chạy rất là khó. Mình phải bật chìa khóa lên thì động cơ nó mới bật chìa khóa lên là gọi là cái này gọi là chìa khóa đó hả? Chìa khóa. Rồi. Xong rồi sao nữa? Thì mình bật lên cho bơm xăng đồ nó bơm lên. Cái gì nó cần bơm thì nó cần bơm, còn có cái gì nó cần xuống thì nó cần xuống. Rồi mình đội nón bảo hiểm vô. Mình đội nón bảo hiểm. Cái này là cái nón bảo hiểm để làm gì vậy em? Để bảo vệ một cái đầu lạnh. Đẹp gái không? Cho em cái này nhá. Giờ chị có cái này rồi, chị thích quá, chị thích đội hơn là cái này. Bây giờ là mình không còn cái này để em làm gì ta? Em đu bò tót à? Em đu hồi trước rồi nè. Rồi sao nữa, rồi sao nữa, nhanh rồi, máu dữ lắm rồi. Mình đề máy lên, mình bật công tắc khẩn cấp đó. Đây là sao nó to vậy? Thì tại vì nó không được nhỏ á. Ui, con này nó nặng hơn con bò ở dưới mình luôn á. Nó nặng hơn con bò ở dưới mình luôn. Ây da. Thì bây giờ hai chị đã đưa tiền hết cho em rồi thì nhiều chuyện quá, nhanh lên. Máu rồi sao nữa? Rồi mình đi, mình chỉ có khi mà mình chạy, mình chỉ có đạp cái này thôi, là mình chạy mình thôi đúng không? Đạp số tới, móc lên, đạp móc. Ok. Móc. Bây giờ okay. Mình móc hang cua á. Móc hang cua. Mình đi móc cua đó. Chị em mình hay đi móc cua đó. Đi bắt ốc đó. Đúng rồi. Thay vì mình móc bằng tay thì bây giờ mình móc bằng chân. Móc bằng chân, đúng rồi. Rồi sao nữa? Chứ không phải cửa voi bắt cọp đó nha. Thì mình đề lên. Mình đề lên. To vậy? Rồi sao nữa? Rồi mình đạp số mình chạy thôi. Ê, con này nó nóng giống con bò vậy. Tắt đi. Từ từ đó chị, em hơi sợ. Từ từ, bình tĩnh. Hồi giờ là đi đâu? Đi thử à? Thì mình đi về đi, mua xong hết rồi về chứ ở đây làm gì nữa. Giờ chị em mình đi xuống đi về Tây Nguyên luôn á. Ok.
Cô này về Tây Nguyên đúng không hả? Không, đi về luôn chứ làm sao. Ok ok. À không thì chạy thử một vòng lỡ có gì qua bán vốn. Không, mấy con này ngon lắm. Ngon. Ừ, mình chạy đi. Trời ơi, mình về quê xuống dưới hè dưới làng mình là mấy người thích lắm á. Đúng rồi, người ta sẽ kêu là hai nữ tặc. Không có, ta kêu hai cô gái dịu dàng. Ừ, nhưng mà bình tĩnh đi, cái này nè, có khi nào mình ngồi mà nó quấn vô bánh xe không, có sao không vậy mọi người? Tại vì mình chạy tốc độ cao, nó bay á, nhiều khi là nó bay không còn cái gì nữa, nhiều người ta nhìn lắm. Bay không còn cái gì luôn hả? Đúng rồi, thì áo thì mỏng. Nè, mấy cái dây này nè, sợ nó không, vô. Nó bay lên giống như tiên nữ vậy đó. Tiên nữ cưỡi bay á, còn này mình cưỡi mô tô còn hơi lớn. Ồ. Ôi công nhận đã quá trời luôn hả chị hả? Ôi nhưng mà nó bị nóng cái háng ấy. Ủa em cũng nóng cái háng nữa nè, nóng đỏ chân luôn nè. Ai vậy? Tự nhiên. Ôi trời ơi, nói chung là bây giờ quá nẻ rồi. Chắc hai chị em mình chạy về luôn đi ha. Ừ, chạy một phát về đến Tây Nguyên luôn. Trời ơi, tính ra đâu có khó lái lắm đâu, dễ quá trời luôn mà. Chạy đã quá. Đúng rồi, dễ hơn cưỡi mấy con bò, mấy con trâu nữa. Thôi bây giờ nói chung là đã mua được xe ân ý rồi nha mọi người. Bây giờ hai chị em tôi phóng thẳng về Tây Nguyên đây. Bye bye mọi người. Chào nha. Chào đồng bào nha.